xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin làm đẹp từ xứ sở kim chi tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu riêng tới các bạn một trong những màu son cũng khá là hot của 3CE. Đó chính là màu New Nude, hay còn gọi là màu nude trùng với màu áo ngày hôm nay Kiều Oanh mặc này. Nói qua một chút về cái vẻ bề ngoài của 3CE này, giống các video trước thì Kiều Anh đã có nói 3CE có cái vẻ ngoài khá là nhỏ nhắn cũng như là nhẹ nhàng, thậm chí là nó còn khá là thời thượng cũng như là hợp mốt nữa cơ, thế nên là rất được lòng các cô nàng. Và trong các màu, bên cạnh những màu đỏ lạnh rất được yêu thích, và ngay bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau đi xem màu này, màu nó sẽ như thế nào nhá. Bất cứ dòng son 3CE nào thì khi chúng mình mở ra thì nó đều sẽ có một cái lớp tem như thế này để đảm bảo rằng là dòng son này thì được niêm phong hoàn toàn kỹ. Và quan trọng hơn nữa, đó chính là cái thân son này nó thể hiện khá rõ màu son bên trong. Và với màu nude này thì anh sẽ phải nói qua là anh sẽ phải cảnh báo, đó chính là nó khá là khó đánh. Và nếu mà các bạn đã xác định đánh màu này thì chúng mình hãy make đậm lên một chút nhé, bởi vì màu môi của nó sẽ không gây ấn tượng nhiều lắm đâu. Các bạn nhìn thấy không? Đây, màu nude này lên thì cũng khá là đậm so với các màu trên thị trường hiện nay. Và màu này thì nếu như các cô nàng da trắng ấy thì chúng mình chỉ cần đánh lên một chút thôi là cũng khá là nổi rồi. Nhưng tuy nhiên thì màu này thì Oanh khuyên rằng chúng mình không nên đánh lòng môi, mà chúng mình nên ưu tiên đánh tràn viền môi. Quan trọng hơn hết là với màu này khi mà chúng mình đánh thì chúng mình hãy trang điểm nhấn ở vần mắt của mình để nó không bị nhạt nhòa hay là bị tái nhợt quá nhá. Và một điều nữa ở dòng son 3CE Velvet Lip Tint Oanh khá là thích, đó chính là ở với cái phần nắp, cái phần chổi đánh như thế này thì nó được thiết kế theo dạng mảnh. Quan trọng hơn hết là nó có các phần lỗ thông khí khiến cho son của chúng mình khi lên thì sẽ được đều hơn. Và vẫn với cái thiết kế như cũ, đó chính là phần bông này thì đánh khá là mềm, cũng như là khi lên môi của chúng mình khá là đều màu. Và quan trọng hơn là các bạn hãy nhìn xem màu son trên tay của Oanh như thế nào. Oanh thấy rằng thì nó không bị nhạt nhòa quá mức so với Oanh tưởng tượng. Và thậm chí là màu này còn có phần đậm hơn, nhỉnh hơn so với các màu new nude trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên thì anh nhắc rồi, đã đánh màu này thì phải make up lên nhá. Và quan trọng hơn hết, với màu new nude này thì chúng mình có thể đánh được hai dạng, tuy nhiên vẫn nên thiên về dạng đánh viền, đánh tràn viền môi. Và với màu này thì Oanh thấy rằng là đây cũng chính là một trong những cái màu khá hot của 3CE. Và Oanh vừa mới nhận ra một điểm mới của dòng son 3CE lần này, đó chính là cái thân son, cái vỏ son này thì khá là nhám so với cái phiên bản cũ trước đây, và sờ khá là thích. Quan trọng hơn nữa là mình cầm như này thì khá là thời thượng. Và các bạn hãy nhớ, với màu son New Nude này thì khi mà chúng mình chọn những màu son này, nó sẽ có mã cũng như là có tên ở bên trên phần hộp như thế này để chúng mình chọn được đúng đắn. Và từ hôm trước đến giờ anh nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn, đó chính là làm thế nào để phân biệt được dòng son 3CE chính hãng và không chính hãng. Thì cái điều quan trọng nhất đó chính là chúng mình có thể là check mã cốt ở phần hộp giấy ngoài này. Đây, phần mã cốt như thế này đây. Hoặc là một cách nữa, chúng mình có thể check bằng cái mã giấy bóng như thế này. Chúng mình check thì khá là dễ thôi. Với dòng son chính hãng thì chúng mình check sẽ ra luôn. Tuy nhiên với những dòng son trôi nổi fake thì bọn mình check sẽ không ra đâu. Nhưng với dòng son 3CE tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì các nàng có thể hoàn toàn yên tâm thoải mái lựa chọn, cũng như là check mà không lo dính phải hàng giả hay hàng fake rồi nhá. Để tham khảo thêm về dòng son 3CE New Nude đến từ Hàn Quốc này thì hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc là các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm 3CE Velvet Lip Tint đến từ Hàn Quốc. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!